Ơi, hello, chào mừng mọi người nha. Chào mừng toàn thể anh em đã quay trở lại với cái trang nội của mình. Thì mình nữ Văn Cường đây. Cái biệt danh chắc là Linh là TM. Ok, xin chào toàn thể các anh em. Thì ngày hôm nay theo như là nguyện vọng của một số anh em yêu cầu mình có thể là test, làm clip test cái cây pin zone. Ok, vậy là hôm nay thì mình cũng sẽ vào đây và trải nghiệm thử cái cây pin zone, một cây súng SMG mới được update, xem là nó có xịn sò con bò gì, có xịn sò con bò gì không. Ok, thế là hai rồi, thôi xong rồi, xuống giao hay hai team. Ở trận này thì mình sẽ đi duo nhá, một bắn hai đó anh em. Ôi pin zone, nhận được luôn này, thơm. Ui trời ơi, lọc cọc trong nhà này, bỏ x4 này ra anh em ạ. Hello, hello bên chơi. À đây. Hello baby. Ui đau lắm. Tầm này mà mới mà chưa có giáp, sấy thì quên đường về luôn. Đang lọc cọc. Hello bác tài. Bác tài đang đứng ở góc này. Ui rồi ôi, nó cứ phải gọi là bắn như kiểu êm như tiếng mẹ ru vậy. Đây còn một team nữa anh em ạ. Từ mình xử lốt rồi mình sẽ giới thiệu cho anh em. Hello anh Duy ơi. Hello anh gì ơi, anh gì đâu rồi? Có ui rồi ôi anh ơi. Bắn hả? Trời ơi, ngó ra làm cái gì? Bắn cho núng đầu. Đây. Còn anh dài. Ngồi. Sau đây sẽ qua nhảy bắn. Anh gì ơi? Ôi trời ơi. Một ba gọi là nhảy siêu phẩm. Nó lại cứ phê quá anh em ạ. Đấy. Nó cứ gọi là phê. Trận này thì mình sẽ trải nghiệm cái cây pin zone. Đây vừa nhảy xuống là đã nhặt xuống rồi anh em ạ. Hôm nay vẫn hò anh em ạ. Anh em thông cảm. Mình đầu tiên là mình định bắn cái map Irango cơ. Nhưng mà cái tỷ lệ ra cây pin zone ở bên map đấy nó hơi khó. Nên là mình chạy qua map Vigandi. Mình thấy mọi người bảo có tiếng này. Mình thấy mọi người bảo là ở bên map này thì nó sẽ spawn nhiều hơn. Để quyết định vào cái map này để trải nghiệm cho anh em xem thử. Uầy, lại có tiếng này. Đi đâu vậy anh trai? Trời ơi, nó cứ phải gọi là đỉnh cao anh em ạ. Thì như mình vừa có cầm vào thì cái đầu tiên mình cảm nhận thấy là ui nó yếu vãi cả nồi. Ôi trời ơi, nó yếu vãi đái anh em ạ. Mình có chơi thử một trận trước rồi, ui nó yếu lắm. Trời ạ. Thì nó cũng không, cái pin zone này nó update vào thì nó cũng không thay thế bất cứ một cái cây súng nào cả anh em ạ. Nó chỉ thêm vào thôi. Và nó dùng đạn 9. Chỉ có một cái ưu điểm của nó là rất là nhiều đạn. Tận 53 viên anh em ạ. Đấy anh em thấy không? 53 viên. Sấy cứ gọi là sấy châm, trong lúc sấy là châm điếu thuốc rít vài hơi. Trời ơi. Nó vẫn gọi là chưa hết đạn anh em ạ. Đấy, nó chỉ có một cái ưu điểm vậy thôi. Chứ còn đầu thật ra nó yếu lắm. Một cái ưu điểm nữa là, mà cái ưu điểm này thì SMG nào chả có, sấy có giật mẹ đâu. Đấy, ưu điểm nữa đấy. Chỉ có thế thôi anh em ạ. Thì trong cái map VKD này nó spawn rất là nhiều. Anh em nào mà muốn trải nghiệm thì có thể vào đây và kiếm rất là nhiều luôn. Loằng ngoằng cái là mình đã được 7 kill rồi. Thơm ngon thế nhở. Và cây SMG này thì cũng như những cây SMG khác thôi, lắp được từ cốp 6 trở xuống, lắp được hết. Và nó cũng chỉ có lắp thêm được một cái lòng nữa thôi, chứ không có băng đạn gì cả. Sờ cốp và một cái nòng thế thôi, còn không có gì cả. Mình sẽ cố gắng kiếm một cái nòng nào đấy để lắp thử vào xem nó như thế nào, thanh hay giảm giật gì đấy nhỉ. Rồi
Ôi, kiếm thêm nhặt nốt ít đạn, tại vì những cái dòng súng SMG mà sấy nó yếu lên là tốn đạn lắm anh em ạ. Nên là anh em nào mà sử dụng những cây SMG làm súng đam chính thì mình có tiếng. Chỉ một con boss thôi thì mình khuyên anh em là lên nhặt nhiều đạn nha. Ok, ở trên bên kia thì có thính rồi, mình sẽ lướt qua đi. Thôi được rồi, té thôi anh em ơi. Bây giờ thì đi kiếm x8 này, thơm. Bây giờ thì mình sẽ lên xe và đi cướp thính nha. Đây, hàng đây rồi anh em ạ. Ui dồi ôi, nó cứ phải gọi là như hai cái bát hương vậy. À, như cái bát hương vậy. Công luôn, cướp luôn anh em ạ. Từ từ. Ngồi xuống uống bình nước anh em ạ, để lấy những cái hiệu ứng. Tại vì là mình một mà, một trọi hai, hai đánh một là không chột cũng què đấy. Uầy, ui dồi ôi, gần lắm rồi. Nào, cùng qua cướp thính nào. Hello bác trai. Hello. À, đây rồi. Ui, nốc, vẫn nốc. Hay. To lên. Hello. Trời ơi. Như mình đã gọi là, mình đã quảng cáo với anh em từ cái giây phút đầu tiên là nó nhiều đạn lắm. Ui, mình sấy, mình cứ đì cái nút bắn luôn. Rồi ạ. Ồ, có tiếng. Mình cứ đi cái nút bắn thôi. Thanh niên kia cứ tưởng mình, thanh niên kia chắc là cũng căn hay sao ấy. Nhô lên ngộp xuống. Định mệnh thế mà vẫn chết. Nó nhiều đạn, nắm anh dài ạ. Anh đèn lắm. Đây rồi, nghe lấy cái tiếng bên nhà rồi anh em ơi. Hey nhô. Anh gì ơi? Anh có nghe thấy em nói gì không? Anh có nghe thấy em nói gì không? Ui, đã có tiếng này. Định mệnh. À, xe đi qua thôi. Bây giờ thì làm sao để bắt được thanh niên này ta? Cứ đùi lại đã anh em ạ. Củ từ. Cứ phải từ. Ô, nó đứng kìa. Ôi, định mệnh một pha đục cửa. Định mệnh nó lag anh em ạ. Đây, mình cho bạn ăn viên ốp này. À, không tỏ ra. Hello anh gì ơi, anh có thể thò ra như hồi nãy được không? Chúng mình có thể trao nhau yêu thương, hôn gió nhau từ xa. Em có ốp này, anh có ăn đạn không? Anh gì ơi? Hello. Anh này không nghe thấy em nói rồi. Bây giờ vừa lại có cái xe bên này, không biết là nó có vào đây không này. Nó vào đây nhiều khi lại đang đứng này. Một rổ đạn thông vào đít. Mệt lắm, đau đít lắm anh em ạ. Thôi được rồi, mình để xem nào. Mình trèo nóc nhà đi. Lên nóc nhà. Bắt con gà. Nào nhảy nào. Ôi không lên. Ơ sao không lên này. Lên đi chứ. Ô không lên này. À đây rồi. Đấy, hợp lý. Đứng đây này, đứng lên. Ố, đứng trên nóc này. Đứng trên. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Cả một băng đạn định mệnh. Ôi, nó yếu vai đá anh em ạ. Hơi mù mắt nhưng mà mình thấy nó cũng trúng nhiều mà. Hello, nằm ở dưới xe đâu. Có tiếng. À, đây rồi. Đi đâu vậy anh chị ơi? Ôi giời ơi. À, còn thằng nữa. Ui dồi ôi. Mình bảo thật với bạn, bạn đã cố vào đây rồi, bạn chạy làm cái gì? Trời ơi. Ra xem anh này có gì nào. Có ít dạng thôi. Ui lại thính kìa. Ok, mình sẽ đi cướp tiếp. Anh em ạ, vừa chạy xe kìa. Anh em nhìn cái xe không? Ôi định mệnh, đâm mẹ xuống đấy. Mỗi cái xe coi như thế là cả nhà cả cửa. Bố mẹ đóng tiền cho mua con xe. Đấy, thế là hỏng rơi mỡ nó xuống đấy. À, có tiếng, vừa có tiếng đấy. Ok,
cái đầu này. Ui ôi cái đầu này. Ui trời ơi. Mình nghe thấy tiếng đi xe từ hồi nãy rồi. Nấp làm cái gì? Không biết đang ngó cái gì. À đây rồi. Ui lại có tiếng xe. Ui. À đi qua thôi, đi qua thôi. Đừng vô đây nhá. Trong này là đã được bảo kê của Linh ATM rồi. Đừng vào đây nhá. Đi vô anh gì ơi. Đâu rồi? Hai anh mà. À đây rồi. Trời ơi, nó lại cứ gọi là ngọt như đường. Trời ạ, à, bắn đến đầu phê tôi đấy. Nó cứ phải gọi là phê, đừng hỏi luôn. Kiếm ít thêm đạn vàng anh em ạ, à. Bắn hơi tốn. Làm mình ngước rồi mình đi săn tiếp. Mình đi săn theo cái xe vừa nãy. Tại vì là hồi nãy nó chạy qua mà. Có cái thính nữa, bọn này vẫn bắn thính. Đâu rồi? Hello mấy anh trai. Hey yo. Anh Duy ơi. Úi, à đây rồi. Hàng hàng. Úi giời ơi. Bắn nhau kìa. Xịn nha. Từ từ thôi. Cho em góp vui với. Hello. Hello baby, hello bác Tài. Bác Tài, ấy à, úi trời ơi, giấy này, giấy nó lại, úi trời, vẹt to đã ăn rồi. Một thanh niên đã phải nằm xuống rồi. Đâu rồi, hello baby. Ra đây mình cho ăn đạn ốp này, uầy, mình nói thật với các bạn. Úi rồi, căng, lại lốc rồi. Đạn ốp mình nói thật, ăn một phát là nó phê luôn. Bạn cứ thò đầu ra, mình đảm bảo luôn cho bạn ăn viên đạn to bằng quả xoài luôn. Ăn vào phát nó phê tới nóc luôn. Mình nói thiệt, có nói đùa đâu. Ui nại sấy này, nại nóc. Ui hỏi ôi, nóc lên nóc xuống. Thôi đừng bắn nhau nữa, bắt tay nhau với nhau đi. Cứ nóc lên nóc xuống làm gì, bắn không giết được nhau thì. À đây này đang cứu nhau này. À đang cứu. Ui không trúng rồi. Đang cứu nhau này, chỉ có một lần thôi. Rồi bay đầu rồi. Đây. Để mình, đừng bắn nhau nữa. Để mình. Ôi trời ơi. Bỏ thế này á, bạn của bạn đâu? Của bạn đâu? Ôi trời ơi. Một viên ốp to bằng quả xoài thông đít. Trời ạ. À đây này. Đây này, sau bức tường. Ôi trời ơi, nói nhoi làm cái gì? Đứng xa đi. Bắn nhau như những thằng đàn ông nào. Bạn là ngoài bo, mình trong bo à. Bạn không ra sớm là bạn thiệt. Thế thôi. Bây giờ mình bảo thật này. Một là bạn ra, mình giết bạn. Hai là bạn ra, thì mình cũng giết bạn. Đấy, bạn chọn đi. À, chạy ra rồi à. Ui rồi. Ui bạn chạy đâu này à? Ui mình đón đầu này. Ui hello này. Ui trời ơi, nó cứ như kiểu trong kịch bản rồi. Ơi ra à đâu, ngoài bo rồi. Té cứ như trong kịch bản vậy. Chạy đầu này đón luôn, như kiểu là mình viết ra kịch bản cái trận này rồi. Trận này là mình top 1 là cái chắc rồi anh em ơi. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành vào bo thôi. Xe thì không có thì thôi, chúng ta quốc bộ vậy. Hò ghê. Trời ạ. Uống bình nước ra anh em ạ. Thì mới chạy được. Ồ, kia có X6 kìa. Nhất cái X6 rồi té. Thơm. Ok, mình sẽ chạy bò thôi. Cái bò thì còn quá là nhỏ rồi. Mà không thấy anh nào. Có tiếng bắn. Đứng im đấy. Tất cả đã bị bao vây. Linh ATM trong vai cảnh sát của cái trận đấu này. 16 kill rồi anh em ạ. À. Thơm đấy. Còn 7 thằng nữa ăn lên là được 23 thằng. Ủa. Xịn vờ là. Có tiếng bắn ở đầu này. Đây. Ấy à. Ừ. Giết nhau kìa. Đâu rồi ta? Hello anh, à đây rồi, đã chạy à. Đi chạy này, một viên.
Gì này? Ôi xịt rồi. Ôi nó nấp rồi. Ui, ui thằng nữa kìa. Ui nó dọa, ui cởi chuồng. Bạn ơi, đây là băng tuyết đây, nó lạnh lắm. Mặc đồ vào đi. Trời ơi. Anh ơi, làm gì mà đến nỗi thiếu thốn vậy, cởi chuồng chạy trong băng tuyết. Anh không thấy em à, em còn phải lập lá ở trên người đây này để có thể tăng thêm cái độ ấm áp. Anh lại còn cởi chấn cởi chuồng trên này, khổ thế. Đâu rồi anh ơi, anh ơi, anh gì ơi, gì ơi, bạn ơi, ơi em cầm ốp. Úi, ấy em cầm ốp đây, thỏ ra nhìn làm cái gì, khổ thế. Ui trời ơi, lại thỏ ra này. Ôi xịt rồi, đang thỏ ra này. Ôi định mệnh, ôi cười đau, cười chảy cái nước mắt anh em ạ. Định mệnh, mình cầm ốp. Thanh niên anh đầu tiên đã thò ra rồi, bị bắn bẻ sọ rồi, nhức đầu rồi. Trời ơi, à đây này. Ui, đau. À ha, mình đã nhẻ một viên vào đầu rồi, không thèm cứu đồng đội anh em ạ. Tiếp tục thò ra, bạch. Trời ơi, làm một viên quả xoài nữa vào đầu. Đau. Ai khóc nỗi đau này? Ai khóc nỗi đau này? Ôi trời ơi, xịt rồi. Còn 4 cháu nữa thôi. Đây này, có một team ở chỗ này. À kia kìa. Đây này. Đây này, một viên. Ui sao vẫn đứng ngoài bo á? Ui, nó chết bo rồi kìa. À, nó bị chết bo này. À. Gạt. Này thì chạy này. Ui rồi ôi. Sấy phê lắm anh em ạ. Nó hơi yếu một chút, như kiểu mình cảm giác cây súng nó khá là đầm. Thế là sấy rất là mượt. Thế là còn hai cháu ở trên kia. Thơm ngon 20 mạng rồi. Hai cháu. Đâu rồi? Hello baby. À. Ngó này, trời ơi. Bạn ơi, mình không hiểu sao mấy thanh niên này nó kiểu gì ấy nhỉ? Bắn mà nhẹ à? Rõ ràng là mình cầm ốp mà cứ ngoi ra nhòm. À chạy à? Ôi trời ơi, pha sấy ngu người. Ôi thò cái đầu này, thò cái đầu này. Ui không được rồi, cái đầu. Ờ chắc là lag rồi. À lại chạy à? Ui định mệnh quên không thay đạn, phí thế. Ui phí quá anh em ạ, quả đấy mà có đạn là sấy chết rồi. Thôi xong rồi, nó cứu được rồi. Nó cứu được là khó mình này. Nó ở trong bo à. Mình ngồi chỗ này trống thế. Cứu được rồi. Làm vài quả sấm mốc ra fake. À để che tầm nhìn lại chứ không là chết. Hello anh dài. Hello bác tài. Hello. Chạy à? Chạy này, ui, sấy đầm lắm anh em ạ. Sấy mấy x6 đầm vãi trường. Thêm quả thầm mốc này. Sấy gọi là phê cho con TT luôn. À, chạy đi, bạn chạy mình xem. Chạy đi, à chạy rồi. Chạy. Wow, 22 kill. Wow, quá xịn anh em ơi. À, ok. Thì clip trải nghiệm cây pin zone của mình cũng đến đây là kết thúc. Anh em nào mà thấy hay thì đừng quên like, share, ủng hộ mình nha. Cảm ơn anh em và hẹn anh em ở những clip tiếp theo. Đừng quên và có những kiểu như là anh em muốn mình làm về những chủ đề gì thì cứ comment nha. Bye bye và hẹn gặp lại anh em.
roller coaster like a supernova. I'm